Xin chào mọi người, hôm nay mình hướng dẫn mọi người sử dụng cái máy chẩn đoán Autel để mọi người kết nối cái dòng Mitsu. Thì đầu tiên á, mọi người mình sẽ thoát lại từ đầu ha. Mọi người có thể mình sẽ chọn Mitsubishi nè. Thì trong cái Mitsu, cái xe hôm nay mình dùng là xe của xe Triton ha, đời 2014 nè. Ở dòng sống viên là mình có thể nhấn OK ha. Đây ha. Nó đời này là KB ha. KB4 ha. Thì khi mình nhấn OK nó sẽ xác nhận là nó sẽ từ số viên nó sẽ đưa ra cái xe ha. Thì cái xe này gồm là dạng đầu tiên là Destination nè, là cái nơi xuất xứ ha, là nhập khẩu nè, model là Triton ha, rồi model gì là 14 nè, tài là KB4T nè, class ha, engine là 4D56, transmission là V5MB1, số sàn 5 cấp ha, và dẫn động 2 cầu 4WD. Rồi theo mình sẽ nhấn OK nè. Rồi nhấn OK này, nhấn OK ha. Rồi nhấn Yes ha. Thì mình sẽ vô được cái này. Thì trong này sẽ có 3 mục. Đầu tiên mình chẩn đoán thì mình sẽ vô mục Diagnostic ha. Rồi cần chọn nút nè. Mình thì giờ mình muốn xe gì mình chọn, giờ mình đang vô động cơ, mình chọn động cơ. Đó, xe này là không có DBF, mình chọn đánh ha. Đó là cái cách mà dùng được cái máy Autel để mình vô ha. Thì trong này sẽ gồm có là thông tin ISO nè, read code là đọc mà lỗi, e-write code là xóa lỗi, leak data là đọc xóa data leak, active test là kỹ thuật có chấp hành, basic function là chức năng đặc biệt, coding là để cài hộp, nhưng mà trong này thì không có cài được. Đó là một trong những cái chức năng của cái mình dùng cái máy Autel để mình kết nối vô cái ISO động cơ là những gì, cái nó như vậy mà có những mục sau mình vừa trình bày mọi người ạ.